Anh đang thấy bộ này chất lượng à? Bộ này làm từ tháng 10 âm lịch năm ngoái đấy, giờ mới xong. Anh nhớ bộ này đi. Giờ mới khảm xong. Hôm nay quay cho các bác theo dõi từ những video đầu tiên của bộ này để quay sơ sơ để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, ngắm nhìn cái tác phẩm Trường Kỷ Ngũ Sơn Đại Khả Mộc. Bộ này được làm 9 món. Bộ này là có cái sự quan tâm của một vài khách hàng trước khi là lên. Đấy, thì cũng có một vài người quan tâm muốn sở hữu. Đấy. Thì hôm nay quay lên để cho quý vị khán giả cùng chiêm ngưỡng nét đẹp từng của cái tác phẩm này, thực sự là tâm huyết. Mỗi công khảm và làm hàng ngang thì là từ tháng 10 âm lịch cho đến nay, âm lịch năm ngoái, thì năm nay đã giờ là tháng cũng tháng 10 âm lịch rồi. Để xem lại lịch xem nào. Giờ là cuối tháng 10. Bộ này thì được hoàn thiện cách đây hơn chục hôm, giờ mới có thời gian quay cho mọi người. Đừng nửa tháng rồi. Nửa tháng, gần tháng rồi. Đó, thì đây là bộ Trường Kỷ Ngũ Sơn. Chất liệu khảm bốn mặt như nhau, đều là ốc đỏ lửa vàng chanh. Một cái tác phẩm vô cùng là tâm huyết và trải qua rất là nhiều bàn tay của những người nghệ nhân trong từng công đoạn, thì Tô Tĩnh đã hoàn thiện xong cái tác phẩm này. Bộ này thì gồm có hai trường này đấy, và một chiếc bàn bầu dục gọi hay gọi là bàn hạt xoài, và bốn chiếc ghế đơn và hai chiếc đôn. Mọi người có thể kê như thế này, doanh nghiệp kê tiếp khách cũng được. Bộ này rất là tâm huyết mọi người nhé. Bốn mặt mọi người phải thấy là ốc đỏ quý hiếm rồi. Anh đang quay lại từng chi tiết đấy, quay lại từng ghế theo là theo đấy, để cho những quý vị khán giả tâm huyết. Để cùng được chiêm ngưỡng. Rồi, phần mặt cũng được toàn những nguyên liệu ốc quý hiếm đỏ rực cháy. Bốn chữ Nam Thành Long Tạo. Là tôn vinh cái người đầu tiên chế tác ra cái bộ ghế này. Và qua những cái bàn tay khéo léo để ngồi rất thoải mái. Qua những cái bàn tay khéo léo của người nghệ nhân bây giờ thì cái bộ ghế nó trở nên đặc sắc và đẹp đẽ hơn. Từ phần tay tựa đều rất là kinh kinh điển. Thì mọi người xem thì có thể cảm nhận nhá. Từ phần ốc ác cho đến chất gỗ, để chất gỗ này. Nuột như hà gọi là hàng hiệu chất gỗ. Rất là kỳ công, mọi người thì nhìn thấy tán tùng này. Rất là mướt, những cái cành non, cành già nó được nghệ nhân nột tả rất là mướt. Đó.
Đẹp không anh nha? Anh đang quay mặt đằng sau cho các bác xem mặt đằng sau. Đấy, ngồi xuống của anh thì nó mới thẳng, đẹp. Mời các bác cùng chiêm ngưỡng mặt đằng sau, dung nhan phần hậu. Đó, cũng đều là những cái nguyên liệu đỏ. À, từ đây. Rất là tâm huyết và rất là mong muốn chia sẻ đến những người, những quý các bác yêu mến những cái món đồ đẹp để gửi đến để các bác cùng thưởng lãm, cùng chiêm ngưỡng. Tất nhiên là cũng có người thích đồ đục, cũng có người thích bàn ghế khảm. Nhưng mà dù sao thì cái đẹp thì mình vẫn là muốn tôn vinh và muốn gửi gắm đến quý vị. Mong rằng những cái sự cố gắng của toàn thể những người nghệ nhân đã góp công, góp sức để tạo tác nên cái tác phẩm như thế này. Và hiện tại thì những tất cả những quý khách hàng đến tham quan tại showroom của Đỗ Tĩnh thì đều được tiếp nước trên chiếc bộ bàn ghế trường kỷ Ngộ Sân khảm ốc này, để mọi người có thể được ngồi chiêm ngưỡng và được cảm nhận khi sử dụng cái bộ ghế quý, giá trị, nhiều tâm huyết như thế này. Tất nhiên là sẽ có các rất là nhiều bác thì chỉ thích đồ đục thôi. Đấy, nhưng mà dù sao thì cũng với tâm huyết của Đỗ Tĩnh cũng như là những người nghệ nhân, những con người, tất cả mọi người ở cơ sở Đỗ Tĩnh trong năm qua là rất là mong muốn tạo nên cái sản phẩm này và tâm huyết với sản phẩm này. Vì thế là mong muốn là tiếp nước mời trà đến những quý các bác đến đây ở trên những cái bộ ghế tâm huyết đó. Rất là tuyệt vời mọi người ạ. Đi đâu về chỉ muốn ngắm cái bộ ghế, ngắm những cái tác phẩm đẹp mà mình đã tâm huyết, để mình chỉ muốn thế thôi. Đó. Thì video quay sơ qua để cho quý vị xem. Mọi người yêu mến những cái món đồ gỗ hay là những cổ vật sưu tầm thì hãy đăng ký kênh của Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh và có thể chia sẻ cho mọi người, đến quý bạn bè người thân để có thể biết đến Đỗ Tĩnh và cùng chiêm ngưỡng, trải nghiệm những món cổ vật. Hàng ngày chúng tôi sẽ cố gắng chia sẻ đều vào 19:30 trên những kênh nền tảng như YouTube, Facebook, Zalo và một số nền tảng để mọi người có thể chiêm ngưỡng thật là nhiều những cái nét đẹp từ những người nghệ nhân của mình cũng như một vài nước trên thế giới. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào.